Hãy cùng đi sâu vào phân tích và bình luận chi tiết hơn về trận đấu giữa Nhật Bản với Na Uy tại vòng 16 đội nữ World Cup 2023 sắp tới. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày mai, ngày 5 tháng 8, lúc 4 giờ sáng, giờ miền Đông Hoa Kỳ, tại sân vận động Wellington Regional, Tân Tây Lan, New Zealand. Thành tích vượt trội ở vòng bảng của Nhật Bản. Nhật Bản đã có một vòng bảng phi thường, thể hiện tiềm năng tranh chức vô địch với 3 trận toàn thắng và hiệu số bàn thắng bại tuyệt đối. Ghi 11 bàn và không để thủng lưới lần nào, họ thể hiện một hàng công mạnh mẽ cùng với một hàng phòng ngự chắc chắn. Chiến thắng 4, không của họ trước Tây Ban Nha là một tuyên bố rõ ràng về ý định, đánh bại một đội bóng mạnh của châu Âu một cách tương đối dễ dàng. Những cầu thủ quan trọng của Nhật Bản Tiên vệ Hinata Miyazawa là cầu thủ thi đấu nổi bật của Nhật Bản dẫn dắt hàng công của đội với 4 bàn thắng ở vòng bảng. Phong độ của cô ấy rất ấn tượng và rất có thể cô ấy sẽ là cầu thủ quan trọng đáng xem trong trận đấu sắp tới. Bên cạnh cô ấy, những cầu thủ như Mina Tanaka, Hinata Miyazawa và Riko Uki cũng đã góp phần tạo nên sức mạnh tấn công của Nhật Bản, biến tuyến đầu của họ trở thành một thế lực đáng gờm. Thành tích vòng bảng hỗn hợp của Na Uy. Mặt khác, Na Uy gặp nhiều thử thách hơn ở vòng bảng. Họ gặp khó khăn trong việc giành điểm trong các trận đấu đầu tiên, nhưng chiến thắng thuyết phục 6, không trước Philippines đã đảm bảo cho họ một suất vào vòng loại trực tiếp. Dù họ có thể không chiếm ưu thế như Nhật Bản, nhưng khả năng lội ngược dòng và giành chiến thắng đậm trước áp lực của Na Uy cho thấy không thể đánh giá thấp họ. Tổn thương và sự không chắc chắn của Na Uy một trong những mối quan tâm lớn đối với Na Uy là thể lực của ngôi sao tiền đạo Ada Heger người đang phải điều trị chấn thương hán. Khả năng Hegert vắng mặt trong đội hình có thể ảnh hưởng nặng nề đến sức mạnh tấn công của Na Uy. Sophie Roman Haguk đã xuất hiện khi cô ấy vắng mặt và ghi một hat-trick trong trận đấu gần đây nhất của họ, chứng tỏ là một phương án ghi bàn đáng tin cậy. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Hegert vẫn sẽ là một đòn giáng mạnh vào cơ hội của Na Uy trước Nhật Bản. Phòng thủ vững chắc của Nhật Bản Thành tích phòng ngự của Nhật Bản ở vòng bảng là hoàn hảo, với ba trận giữ sạch lưới. Hàng phòng ngự có tổ chức và kỷ luật của họ đã ngăn chặn ngay cả những đội mạnh như Tây Ban Nha. Sự ổn định trong phòng thủ này có thể chứng tỏ tầm quan trọng trong việc vô hiệu hóa các mối đe dọa tấn công của Na Uy và từ chối các cơ hội ghi bàn của họ. Dựa trên màn trình diễn ấn tượng của họ ở vòng bảng và khả năng vắng mặt của cầu thủ ngôi sao Na Uy nhật bản nhiều khả năng sẽ tiếp tục thống trị và giành chiến thắng hàng công của họ do hinata miyazawa dẫn dắt cùng với hàng thủ chắc chắn sẽ mang lại lợi thế cho họ thế trận một chiều có lợi cho nhật bản là điều hợp lý với phong độ ghi bàn gần đây của họ và các lỗ hổng phòng thủ của na uy xét về sức mạnh tấn công của nhật bản và khả năng ghi bàn của na uy trong ngày thi đấu của họ trận đấu có thể chứng kiến nhiều bàn thắng tỷ số chung cuộc là sẽ nghiêng về nhật bản có vẻ hợp lý với việc nhật bản tiến vào tứ kết xin lưu ý rằng bóng đá là không thể đoán trước và bất kỳ trận đấu nào cũng có thể diễn ra những bước ngoặt bất ngờ chấn thương các quyết định chiến thuật và sự xuất sắc của từng cá nhân có thể thay đổi cục diện trận đấu tuy nhiên dựa trên thông tin có sẵn và màn trình diễn của các đội cho đến thời điểm này Tỷ lệ cược của Nhật Bản có vẻ thuận lợi trong cuộc đụng độ vòng 16 đội World Cup nữ 2023 này với Na Uy. Kết quả dự đoán: Na Uy 1, Nhật Bản 3.